Đôi khi mà con ngồi, ví dụ như con ngồi nghe giảng như thế này nè, hoặc là con ngồi lâu quá, con xếp bằng lại thì ở trên vai con, trên vai phải có một vị trí, trên vai phải chỉ một vị trí thôi, nó rất là nặng. Con không biết là mình có bị ảnh hưởng tâm linh hay không, kiểu như là của có thầy, của có bà này, bà nọ, của thầy này kêu rằng là có con theo con á, thì nhiều khi con ngồi chùa, con ngồi như vậy thì họ làm cho con bị nặng vai và cảm giác chỉ ngồi một chỗ duy nhất cũng rất là nặng, con phải cử động như thế nào đó chứ không là con chịu không nổi, cảm giác như là chịu không nổi. Không phải là một sức nặng nó đè lên mình mà nó có cái gì đó nó làm cho mình rất cái vai mình rất là khó chịu, rất là nặng. Mà mong là thầy có thể chỉ hay cho con, cảm ơn thầy. Đứng ở đây cơ, thầy cảm ơn câu hỏi nha. Thầy cũng có mấy cái vòng mà thầy chưa có đuổi được nè. Cái vòng thứ nhất là cái tâm tham dục của thầy, cái vòng thứ hai là cái tâm sân hận, cái vòng thứ ba là cái tâm ganh tị, cái vòng thứ tư là cái tâm ngạo mạn và nghi ngờ. Mấy cái vòng đó đuổi cả đời mà nó không xong. Con có cái vòng đó khỏi đuổi vậy bữa con chết nó cũng đi à. Này khỏi vò lo cái vòng bên ngoài. Ok, lo những cái vòng bên trong mình á. Bên trong mình mà có vòng á thì bên ngoài nó mới theo. Ok, bên trong mình mà không có vòng thì bên ngoài theo ai? Theo cái tôi sợ hãi của mình đấy. Nội mà bất xuất thì ngoại bất nhập. Ok, cho nên mình chống, mà khi mà một cơn bão mạnh mình chống cái nhà từ trong bên ngoài, chống bên trong trước rồi ra ngoài chống sau. Vậy bên ngoài nó có cái gì đó thì đừng quan tâm. Nếu mà quan tâm là con bỏ nhà đi chơi, nếu bỏ nhà đi chơi mà con lo với cái ngọn rừng nào thì cái gốc con xa rời rừng đó. Nhưng cái thứ mà nó tới nó phá hoại mình khi nào mà mình nghĩ rằng nó là cái thứ có thật, mình cho nó một sức mạnh là tự động nó kéo mình đi, mà mình thấy nó là tưởng, là ảo, là không có thật, là nhân duyên. Hễ nó nhân duyên thì nó sinh, mà hết nhân duyên thì nó diệt. Quan tâm nó là vô tình cho một cái thứ không có thật trở thành có sức mạnh, có thật. Nên bây giờ nó có trên cái đây một cái vai, một cái điểm nào đó tuyệt vời để chi vậy? Bởi vì nếu mà con không gánh trên đây một cái vai, một cái điểm nào đó thì lòng con nó có một cái điểm gì đó về một anh chàng nào đó. Hiểu ý chỗ này không? Nếu cái thân mình không có cảm thọ thì cái tâm mình nó có hình ảnh vậy đó. Mà cái hình ảnh đó là nó có thật không? Không. Mà cái cảm thọ nó có thật đấy. Vậy cái cảm thọ nó giúp hay nó hại? Mình nghĩ nó hại là nó hại đấy. Nhưng mà bây giờ mình tu thì cái cảm thọ nó làm cho mình quay về với cái thân này. Ok, nếu mà mình nhích nhẹ cái mà nó bay qua bên đây thì mình nhích nhẹ cái mình ngồi mình đá banh chơi. Ok. Rồi nếu như mà toàn thân mình á, thường nha, những con người mà bị trầm cảm nặng, có cái thân rất là nặng, chỉ cần ý thức toàn thân mà nặng như vậy là không có chịu nổi. Cho nên toàn thân mà chịu đựng không nổi thì phải quay về một điểm. Quay về ý thức một cái ngón chân, một ngón tay hay là một cái điểm ở trên cơ thể. Ý thức chấp nhận được một điểm là bắt đầu lon rộng cái vùng ý thức đó ra, lớn lên từ từ. Đó là thầy nói cái chuyện mà của vong theo có hay không á, mình không có bàn cái chuyện đó chị. Nhưng mà chắc chắn trong lòng mình có vong ấy. Mình biết chắc là nó có vong. Thứ nào mình biết chắc thì chơi với nó, còn thứ mà không chắc đừng có bàn tới. Bàn tới những thứ mình không biết là mình đang nói chuyện với một người khuất mặt đấy. Ok. Nè, cho nên á, ông nào, bà nào, thầy nào, ai đó nói có vong hay không có vong, cái mình hỏi họ chứ. Chú có vong không? Thầy có vong không? Sao vong của thầy của chú không thấy mà thấy vong của người khác chi? Thầy là người, chú là người diệt hết vong của mình chứ. Con cần diệt cái vong trong lòng con không cần đuổi cái vong bên ngoài kia. Bởi vì cái vong bên ngoài kia người ta thương con, ta cần con, ta tới là xin con chút phước đức. Con có thì con cho họ đi, mắc mới con đuổi họ. Nếu mà con mà con sợ có cái vong này, con mong mà con đuổi họ đi á, thì con không phải là con người. Là bởi vì họ là từng có nhân duyên với con, họ mới tới con bao nhiêu kiếp rồi đó. Bây giờ họ tới đây chứ họ không tới với người khác là bởi vì con. Nhưng họ có một cái gì đó. Có một cái gì đó, một là con nợ họ, con phải trả. Con vô ơn bạc nghĩa, sau giờ họ tới họ cần con đuổi họ đi. Thứ hai nữa, nếu như họ là người thương con mà con ghét cái người thương con thì con phải là con người không? Đúng. Cho nên là đường nào nó cũng trật lất, nếu như mà mình muốn đuổi cái vong kia đi. Nói này là cái vong, vong là xấu, vong là xấu, vong là xấu. Tại sao mình nghĩ tới cái chuyện vong là xấu? Bởi vì mình sợ chết. Bởi vì cái gì chết là thành vong. Nhưng là cái chết là cái xấu, thì cái gì liên hệ đến cái chết là điều xấu hết. Yeah. Yeah. Và khi mình có cái ý niệm đó sai lầm là có người kia mà bên cạnh mình là người mẹ của mình, mà người ta theo mình nhiều năm nhiều tháng để ta hộ trì mình cứ nghĩ có cái vong theo để mà mình nặng nề đau khổ thì họ tổn thương không? Đó, nên cái suy nghĩ của mình là cái thứ mà phá hoại nhất. Nên khởi cái tâm từ lên, có hay không biết, nhưng mà có cái tâm từ thì lúc nào cũng tốt hay. Cũng tốt hết đó nha con nha. Nên cho mình không có bàn cái chuyện là vong bên ngoài kia. Càng bàn là càng nguy hiểm. Mình chơi với ma, không có ma mình cũng thành ma. Bởi vì ma trước hết là mình.
Rồi cái chuyện mà thể hàng thể nhiệt gì đó, tất cả những thứ đó lúc nào nó cũng có trong người mình đó. Lúc nào trong người mình cũng có đất nước gió lửa, nên cũng có cái trạng thái nóng lạnh dễ chịu khó chịu. Đó là cảm thọ cơ thể sinh và diệt liên tục của từng cái tế bào của năng lượng. Hôm nay mà ta ăn tỏi nhiều thì tự động nó có cảm giác là nặng ở trong người, ta ăn cay nhiều nó có cảm giác của chúng ta là như thế nào, ABCD đó, tùy theo cái thức ăn của mình mỗi ngày nó sinh nó diệt liên tục trong đó, mà mình có đủ tỉnh thức để chạm nó hay không, hay là cái lúc mình nằm xuống nó mới thoải mái, mình mới chạm được, mà mình nghĩ cái lúc đó nó mới có, lúc nào cũng có đấy, hay không? Ok, và cái tỉnh thức của mình nó phải lớn lên mới chạm được điều đó. Rồi, okay. Rồi cố gắng ăn uống của mình cẩn thận lại, cơ thể của mình giữ giới trong sạch, rồi thường xuyên lạy sám mỗi ngày. Sám hối là cách cho mình giải tỏa cái năng lượng ám khí của mà mình đã tạo ra vũ trụ và nó gửi lại cho mình. Sám hối là cách tốt nhất. Và trong khi cái tiến trình mình tu á, thì mình phải tu từ cái việc tập những cái viên tạ nhẹ nhẹ, là ý thức của những cái việc nhẹ nhẹ, rồi mình nuôi lưỡng cái vùng ý thức nó lớn lớn lên một chút, cho cái những cái đối tượng khó chịu một chút, những cái tình cảm mình trải qua, những cái tổn thương ở trong đó, lần lần mình mới có đủ chánh niệm mình nuôi lớn lên cho nó, mình chăm sóc nó. Rồi rồi từ từ mình tu một khoảng thời gian, mình phải biết quay lại mình nhìn như mà cái cảm thọ trong con đó, nó mặn quá, nó nặng quá, thì con phải liếc con mắt con nhìn ra phía sau của cái tượng Phật đó là cái gì. Trước mặt tượng Phật đó nó đẹp như ABCD, nhưng mà coi thấy phía sau nó có ánh sáng không, hay là trước mặt của mình nó nặng nề, trước cảm xúc nó đau khổ quá, mà coi phía sau nó có động lực gì không. Nhà ngồi thiền xuống, nhưng mà tại sao mình lại không chịu nổi với cái cảm giác mà mình căng thẳng và mệt mỏi, thì chính cái cảm giác căng thẳng mệt mỏi mình không chịu nổi, hay là mình có cái tâm là không thích cái cảm giác căng thẳng đó. Cái tâm mà không thích cái cảm giác sân hận là cái tâm muốn đẩy nó đi. Cái tâm muốn đẩy nó đi đó là cái tâm ở phía sau cái cảm giác sân hận mệt mỏi. Như vậy mình phát hiện ra cái động lực mà khiến cho cái mệt mỏi căng thẳng nó có thật chính là cái suy nghĩ, và thấy cái suy nghĩ đó thì cảm giác sân hận nó mới hết. Chẳng hạn như bây giờ con ngồi xuống mà con sợ cô đơn, thì cô đơn là một biểu hiện thôi, con cứ chơi với cô đơn hoài nó không được, thì lắm lúc là phải nhìn ra phía sau cái cảm giác cô đơn là có một cái nỗi sợ, càng sợ nó càng làm mình cô đơn. Như vậy là thấy nỗi sợ đó thì cái cô đơn nó bắt đầu giảm, chấp nhận. Còn không thấy nỗi sợ mà cứ ngồi chống đối cô đơn, vô tình làm cho cô đơn nó nổi lên. Rồi mình tu một thời gian là từ cái tâm mình cũng phải biết dừng lại nghỉ ngơi. Nhiều khi mình đạt được cái trạng thái tâm rất là an lạc và mình chấp dính vào đó. Khi mình chấp dính vào cái tâm rất là an lạc đó, mình sao mình kéo lôi nó. Cái thầy nói con là bỏ bớt đi, nhưng con đừng có giữ cảm thấy an lạc đó. Con nói hạnh phúc mà tại sao phải bỏ thầy? Thầy nói nhiều con bực bội nữa thêm. Không, khi mình tu mình có một cái chút hạnh phúc rồi đó, mình nắm giữ không? Nắm giữ liền. Mà ai đó biểu mình bỏ, mình bỏ không? Không. Ví dụ như mình thương một người đang xinh đẹp, giàu có, khỏe khoắn, thông minh, biểu bỏ không? Không bỏ. Nếu như mà ai tới giật mình sân không? Sờn. Nhưng mà cái gì đã tạo ra nguyên sân? Cái tốt. Bởi vì sao? Cái tốt nó làm nguyên sân. Sân mà không được thì hà. Vậy đó, hàng ngày mình tu, ok, là mình thấy lắm lúc mình phải dừng lại một chút, relax, thả lỏng ra. Và nếu như cái lúc đó mà mình thấy cái tâm mình sao tu mấy hôm nay con chán chường quá, thầy ơi con mệt mỏi vẫn tu sai đường hay sao mà thấy giải đái lại rồi, à nghỉ tập thể dục, coi phim, đi chơi, đừng có dụng công nữa. Bởi vì thả lỏng ra, bởi vì mình đã dụng một thời gian và mình thấy nó phản tác dụng, đừng dụng nữa, dừng lại. Tức là phải ở cái mức độ trung đạo, đi hoài trong một sự dụng công là nó sẽ căng thẳng và mệt mỏi. Hoặc là khi mà mình có được một chút an lạc, mình hạnh phúc của mình nắm giữ vô. Mình nắm giữ vô thì sao? Mình nắm giữ hoài thì sao? Khi nó thay đổi thì sao? Ô chết rồi, tao có làm gì đây không? Mà tự nhiên tao buồn dữ, có đơn dữ. Tao mấy bữa sau tao hạnh phúc dữ, mà tao cố nắm giữ mà không được. Bây giờ tao làm cái gì sai, tao hối hận trên mình. Ok không nè? Cho nên có mấy cái bước tu tập đó, là mình phải, nếu mà thực sự mình tu thì mình ý thức lấy cái lúc nào dừng, lúc nào đi tiếp, lúc nào buồn, lúc nào vui. Trụ cột vấn đề ở đây á là để nuôi lớn cái tỉnh thức, cái tâm cân bằng của chánh niệm, chứ không phải tu để được vui hay bỏ buồn. Không có lấy cái này bỏ kia. Trung đạo tức là không có lấy bên bỏ bên. Trung đạo tức là lấy tất cả những thứ đó làm cho cái chánh niệm định tĩnh của mình á vững vàng ở trong mọi cái trường hợp, dù đó là vui hay dù đó là buồn. Vui hay buồn đều phủ phàng với nhau nếu như mà mình lấy một cái bỏ một cái. Vui hay buồn đều là vị Phật với nhau nếu như mình coi hai cái thứ đó nó làm đá mài để cái tâm mình tỉnh mài lên.